Chào mừng các bạn đến với video của channel Đại Lưu, chuyên mục hướng dẫn học IoT với Arduino. Arduino là nền tảng phần cứng mở lý tưởng để thử nghiệm các project Internet of Things. Loạt video này cung cấp cho các bạn ví dụ chính xác về cách xây dựng các dự án IoT bằng nền tảng Arduino. Đến những video cuối cùng, bạn sẽ không chỉ biết cách xây dựng các dự án này mà còn có các kỹ năng cần thiết để xây dựng các dự án IoT của riêng bạn trong tương lai. Video ngày hôm nay là video đầu tiên trong loạt video các project IoT với Arduino. Nội dung của video ngày hôm nay là cài đặt môi trường phát triển, các tùy chọn để kết nối Internet, giao tiếp với lại các mạch cảm biến đơn giản, module delay, cấu hình cho bo Arduino để cho IoT, và chúng ta sẽ lấy nội dung từ một trang web và cuối cùng là gửi dữ liệu lên cloud. Đó, đầu tiên vào trình duyệt web các con arduino.cc, rồi bấm vào download, nhấn xuống đây Arduino đang phiên bản 1.8.12 nha. Các bạn nào xài MacBook thì download macOS đây, còn mình xài Windows cài bản cài đặt thì chúng ta bấm vào đây, bấm just download. Đó, chúng ta tải ra chọn ở đây đây. Đó, chờ xíu nó tải về. Thì các bạn đừng bỏ cái đường dẫn này vô đây nha. Như đây tôi để phần mô tả, nếu mà các bạn chưa có để đường dẫn này vô đây. Này đường dẫn quản lý thêm cái bo. Rồi ok. Rồi trong tool á, các bạn là tool bo phát và bo là rồi gõ đây là FB 8266. Đó, có các bạn thì vẫn chưa cài đặt thì nó sẽ hiện ra nha. Đây cài đặt 2.6.3 này, đã cài đặt rồi. Đó. Đó thì có bạn chưa cài đặt thì bạn install và chờ nó cài đặt. Lúc này máy mình kết nối internet nha thì mới cài đặt được. Nói vậy là tôi đã cài đặt xong cái môi trường để phát triển Arduino IDE để phát triển các cái dự án, các cái project IoT dựa trên FP8266. Đây, tôi ở đây có bo này, bo nốt MCU 1.0 FP12 module hoặc bo V-mode D1 là 2 mini. Nốt MCU quang trở điện trở 10 kg, điện trở 10 kg một đầu nối xuống vào quang trở, một đầu quang trở còn lại nối gen D và một đầu điện trở nối chân 3.3 V.
chân ra không này nối giữa chân khoang chợ và tiện chợ. Tiện chợ mấy kỳ khoang chợ nốt MCO. Thank you.